Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, bất động sản là một trong những thị trường có tính đầu cơ cao, do đó thường khá nhạy cảm với chính sách tiền tệ và sự dịch chuyển của dòng tiền trong nền kinh tế. Những cơn sốt bất động sản ở Việt Nam thời gian qua đều gắn liền với chính sách tiền tệ mở rộng hoặc sự dịch chuyển các dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Thế nhưng thời gian vừa qua, tình trạng sốt đất cục bộ đã xảy ra tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, khi cơn sốt đất đi qua, nhiều nhà đầu tư đã rơi vào tình trạng lao đao. Rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã phải phá sản trong những đợt khủng hoảng nhà đất. Cũng có một thực tế khác là thị trường bất động sản cũng vô cùng hấp dẫn để đầu tư. Ở Việt Nam, trong vòng vài thập kỷ qua, giá đất nhiều nơi đã tăng hàng chục lần. Do đó, việc hiểu được những yếu tố trong nền kinh tế tác động tới thị trường bất động sản có thể giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro và tìm kiếm được các cơ hội để thu được lợi nhuận vượt trội. Vậy tại sao trong số các phân khúc bất động sản, đất nền lại dễ sốt nhất? Bất động sản có phải là hình thức làm giàu được ăn cả ngã về không hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chính là tâm lý chuộng đất nền của người Việt. Không thể phủ nhận, từ trước đến nay đất nền là phân khúc dễ nóng sốt nhất trong tất cả các phân khúc bất động sản. Người ta không bao giờ nói đến sốt căn hộ, nhà phố hay condotel, officito. Nhưng cụm từ sốt đất nền thì lâu lâu lại trỗi dậy trên thị trường. Có thời điểm sốt đất nền lan rộng, có lúc lại chỉ sốt cục bộ ở một số địa phương. Theo lý giải của các chuyên gia trong ngành, tình trạng nhiều nhà đầu tư đổ xô đầu tư đất nền dẫn đến sốt nóng ở một số khu vực, xuất phát từ quan niệm của người Việt, tất đất cắm rùi, người sinh ra chứ đất không sinh ra. Cũng chính từ tâm lý thích đất nền mà giới đầu cơ địa ốc vin vào để trục lợi. Ngoài ra, tâm lý chuộng đất nền của người Việt còn xuất phát từ quyền sở hữu lâu dài đất đai, việc sử dụng một ngôi nhà thuê, chung cư khác với một đất nền. Sở hữu đất nền, người mua sẽ được thỏa mãn tâm lý độc tôn khi là chủ nhân thật sự của khối tài sản, chứ không phải là hình thức sở hữu chung như đối với căn hộ tập thể. Đa số người Việt ngày nay có xu hướng chuộng xây nhà gắn liền với một mảnh vườn nhỏ để trồng rau. Do đó, đất nền ngày càng được ưa chuộng, nhất là ở những khu vực ven thành phố, mật độ xây dựng thấp, không khí trong lành. Thêm vào đó, với đất nền của riêng mình, người mua có thể tùy ý sử dụng nhưng phải hợp pháp khi xây dựng nhà ở, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, tạo ra được những giá trị lâu bền. Thứ hai, do sự tăng trưởng kinh tế. Bất động sản và các ngành nghề liên quan chiếm một phần rất lớn trong cơ cấu thu nhập lẫn chi tiêu của người dân. Do đó, việc tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự phát triển của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, bất động sản là thị trường có tính đầu cơ cao, nên sự tăng giảm của nó tùy thuộc rất nhiều kỳ vọng của người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp về nền kinh tế trong tương lai. Đây cũng là lý do làm cho chu kỳ của nền kinh tế và thị trường bất động sản không hoàn toàn trùng khớp với nhau. Kinh tế tăng trưởng đồng nghĩa với thu nhập của người dân cũng tăng lên. Do đó, khả năng thanh toán cho nhu cầu nhà ở cũng tăng và kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản. Nói cách khác, khi thu nhập tăng thì nhu cầu mua sắm căn nhà có diện tích lớn hơn, tiện nghi hơn, ở những khu vực có nhiều tiện ích hơn cũng sẽ gia tăng. Sự tăng trưởng của nền kinh tế không chỉ kéo theo nhu cầu nhà ở gia tăng mà cũng làm cho các loại hình bất động sản khác phát triển. Với sự gia tăng thu nhập của người dân, nhu cầu về căn nhà thứ hai ngày càng nở rộ, thúc đẩy loại hình bất động sản nghỉ dưỡng phát triển mạnh. Giờ đây, việc tầng lớp có thu nhập cao sở hữu những căn nhà tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng đã trở nên khá phổ biến. Thứ ba, bởi đó là kênh đầu tư sinh lợi hấp dẫn. Với tốc độ phát triển của hạ tầng giao thông và đô thị hóa như hiện nay, thì giá trị đất nền ghi nhận gia tăng rất nhanh chóng trong những năm qua, nhất là những khu đất nằm ngay trục đường huyết mạch, gần khu dân cư, mặt tiền đường, giá đất có thể tăng đột biến gấp nhiều lần so với thời điểm đầu tư. Điển hình như các tỉnh ven thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh có chính sách giãn dân cùng với hàng loạt các dự án giao thông được triển khai, cùng với sự góp mặt của nhiều chủ đầu tư lớn đã đẩy giá nền đất của khu vực này tăng lên từ 20 đến 40% chỉ trong vòng nửa năm. Giới đầu tư bất động sản cũng đánh giá đất nền là một kênh đầu tư an toàn, lâu dài bởi nguồn vốn linh hoạt, tính thanh khoản cao vì quỹ đất đang ít dần, trong khi người Việt lại chuộng nhà liền thổ. Thứ tư, nhiều nhà đầu tư tay ngang tham gia thị trường. Nếu như khoảng vài chục năm trước, chỉ có những nhà đầu tư chuyên bất động sản mới tìm kiếm sản phẩm để mua đi bán lại kiếm lời nhanh chóng, thì hiện nay, những người có chút vốn trong tay nhảy vào thị trường bất động sản cũng ngày một nhiều hơn. Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, mà cả những công ty bất động sản tay ngang cũng tham gia vào cuộc chơi này. Và vì thiếu kinh nghiệm, thiếu chuyên nghiệp trong việc định giá sản phẩm hoặc cố tình trục lợi,
mà những đối tượng này đã đẩy giá, đẩy nhu cầu lên cao gấp nhiều lần so với thực tế, từ đó gây ra những cơn sốt ảo tại một số khu vực. Theo ghi nhận, nếu các nhà đầu tư căn hộ dễ dàng chuyển hướng sang đầu tư đất nền, nhà phố, thì những nhà đầu tư nhà đất lâu năm lại rất khó để dịch chuyển, bởi đa số những nhà đầu tư lão làng trên thị trường nhà đất hiện nay đều chỉ tập trung vào đầu tư phân khúc này và không chuyên về căn hộ, cho nên không muốn mạo hiểm thay đổi. Phần khác là vì yếu tố lợi nhuận giữa căn hộ và nhà đất chênh lệch khá cao khiến họ khó lòng chuyển hướng. Do đó, sự tác động đến thị trường ở nhóm số đông tạo nên những hiệu ứng tích cực. Đây chính là nguyên nhân để phân khúc đất nền dễ biến động giá và hút lượng lớn người tham gia. Thứ năm, do đô thị hóa, sự phát triển của hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Cùng với sự tăng trưởng chung của toàn bộ nền kinh tế, sự phát triển của thị trường bất động sản mỗi khu vực phụ thuộc rất lớn vào quá trình đô thị hóa, sự phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội mỗi khu vực đó. Đô thị hóa đồng nghĩa với sự dịch chuyển dân cư tập trung với mật độ cao hơn, kéo theo nhu cầu với bất động sản gia tăng. Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa được tính tỷ lệ phần trăm giữa số dân đô thị so với tổng dân số hay diện tích của vùng, khu vực so với tổng diện tích. Theo số liệu Tổng cục Thống kê, đến năm 2018, tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam vào khoảng 35,74%. Tốc độ tăng dân số thành thị mỗi năm đạt gần 3,64%, gấp 3 lần tăng trưởng bình quân chung cả nước. Tốc độ đô thị hóa mỗi năm đạt gần 0,65%. Đây là tốc độ tăng rất nhanh so với nhiều quốc gia khác. Giá bất động sản cũng thường tăng mạnh, kèm theo sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Câu thần chú, đường mở đến đâu, giá đất tăng đến đấy, gần như đúng ở mọi trường hợp. Giá đất mặt tiền cao hơn giá đất trong hẻm, giá đất đường lớn cao hơn đường nhỏ, giá đất gần trung tâm, cao hơn xa trung tâm. Giá bất động sản không chỉ tăng khi các hạ tầng này thực hiện mà ngay khi có quy hoạch. Ví dụ điển hình là giá đất xung quanh khu vực sân bay Long Thành, Đồng Nai đã tăng rất mạnh khi có thông tin quy hoạch sân bay này. Trong vài năm gần đây, giá đất khu vực này tiếp tục có nhiều đợt sóng khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Việc giá đất tăng lên cùng với sự phát triển của hạ tầng và quy hoạch không có gì là xa lạ. Tuy nhiên, trên thực tế có thể khắc nghiệt hơn nhiều. Nhiều nhà đầu tư đón sóng bất động sản sân bay Long Thành cách đây 10 năm đã phải ngậm ngùi cắt lỗ trước đợt sóng tăng vừa qua do không thể chờ đợi được. Bất động sản là một trong những kênh đầu tư mang lợi nhuận khủng cho khách hàng nếu lựa chọn đúng sản phẩm. Song thực tế cho thấy không nhiều nhà đầu tư làm được điều này và họ phải trả giá quá đắt nếu không muốn cả gia tài nằm im bất động. Thậm chí là mất trắng, nhà đầu tư cần nắm chắc những nguyên tắc và bí quyết trước khi xuống tiền đầu tư. Đất nền là hạng mục sản phẩm luôn có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư bất động sản bởi dễ mua, dễ bán, tính thanh khoản cao và lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được cách đầu tư đất nền hiệu quả và an toàn để hạn chế gặp phải những rủi ro ngoài mong muốn. Làm giàu từ đầu tư bất động sản liệu có khả thi hay không? Làm thế nào để hạn chế rủi ro và thu được lợi nhuận cao nhất khi đầu tư đất nền? Các bạn cùng bí quyết thành công theo dõi tiếp ngày sau đây nhé! 1. Chọn nơi giao thông thuận lợi. Vị trí giao thông thuận lợi, không bị ngập nước, không kẹt xe, gần nhiều tuyến đường lớn là yếu tố then chốt quyết định tới sự phát triển của khu vực và tiềm năng tăng giá của bất động sản. Bởi thu hút một lượng lớn dân cư đổ về sinh sống và làm việc dẫn đến sự xuất hiện của các công trình hạ tầng và tiện ích công cộng như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, chợ, v.v. Minh chứng thực tế rõ nhất là đất nền ở khu Đông và huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh, ở Dĩ An, Bến Cát của Bình Dương đều tăng giá mạnh trong những năm gần đây nhờ sự nâng cấp, mở rộng của hệ thống giao thông và sự phát triển của cơ cấu hạ tầng. 2. Ưu tiên chọn đất nền trong khu dân cư. Kinh nghiệm về cách đầu tư đất nền hiệu quả và an toàn từ các chuyên gia là nên ưu tiên chọn đất nền dự án trong khu dân cư. Điều này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian trong việc chọn khu đất có vị trí thuận lợi, bởi trước khi rót vốn hàng ngàn tỷ đồng và mở bán, các chủ đầu tư đã nghiên cứu kỹ càng tình hình giao thông về khu vực đó. Thêm vào đó, khu vực đã có sự hiện hữu của một lượng dân cư vừa phải sẽ hơn hẳn nơi thưa vắng người. Lưu ý rằng, cần cân nhắc kỹ về nơi quá thưa thớt dân cư, bán đất với giá rẻ tại sao chưa phát triển. Thông tin quy hoạch ra sao, có dự án về công trình hạ tầng nào mới hay không? Tuy nhiên, nếu chọn đầu tư đất nền dự án trong khu dân cư, người mua cũng nên bỏ thời gian tìm hiểu về đối tượng sinh sống ở đó, có lối sống như thế nào, làm việc gì, thu nhập ra sao, và thông tin về chủ đầu tư dự án khi nào khởi công, khi nào hoàn thành, để quyết định xuống tiền sở hữu. Hiện nay, các dự án đất nền chủ yếu được phát triển ở các tỉnh lân cận và các vùng vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh, chiếm số lượng nhiều nhất là ở Bình Dương, Đồng Nai và Long An. 3. Kiểm tra quy hoạch và tính pháp lý của khu đất.
Cách đầu tư đất hiệu quả và an toàn tiếp theo chính là chọn mua miếng đất có pháp lý rõ ràng, không nằm dính quy hoạch của nhà nước hay đang trong quá trình tranh chấp. Các bạn hãy tìm hiểu về hồ sơ pháp lý và kiểm tra quy hoạch của khu đất thuộc dự án mà bạn đang quan tâm nhằm bảo vệ nguồn vốn của bản thân. Bạn có thể kiểm chứng những thông tin này bằng cách nhanh nhất là tìm đến các công ty tư vấn luật, doanh nghiệp môi giới bất động sản chuyên nghiệp hay dịch vụ tư vấn đầu tư bất động sản. Ngoài ra, bạn có thể nhờ ngân hàng thẩm định giúp khi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng. Sở hữu sổ đỏ hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp pháp, minh bạch, đem đến cho nhà đầu tư sự thuận lợi trong việc mua bán, chuyển nhượng, dễ dàng trong việc thu hồi vốn và lợi nhuận. Miếng đất không nằm trong diện quy hoạch cũng mang đến cho nhà đầu tư sự an toàn tuyệt đối, tránh rủi ro gặp tình trạng thua lỗ hay phá sản. 4. Đầu tư đất nền theo nhóm. Đầu tư đất nền theo nhóm mang đến rất nhiều lợi ích như cơ hội thành công cao, rủi ro chia đều cho những người cùng tham gia, dễ dàng phát hiện ra những cái bẫy đất nền để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro có thể gặp phải. Chúng ta cần tìm những người có kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản và đề nghị lập nhóm hợp tác đầu tư đất nền. Người giỏi về giao tiếp, người mạnh về pháp luật, người có tầm nhìn tốt, người sành sỏi về quản lý tài chính sẽ tạo nên một bức tranh tổng thể hoàn hảo. 5. Đầu tư đất nền với số vốn an toàn và luôn kiểm soát nguồn vốn. Nếu chưa có kinh nghiệm đầu tư bất động sản, bạn nên chọn sản phẩm đất nền vừa túi tiền và ưu tiên sử dụng tiền nhàn rỗi để mua. Nếu chưa đủ tài chính, có thể vay mượn thêm từ người thân, bạn bè với lãi suất thấp hoặc là không mất lãi suất. Xác định định mức dựa trên tổng thu nhập của gia đình và vay tiền ngân hàng rồi trả góp hàng tháng cũng là một phương án huy động vốn để đầu tư đất nền. Các bạn hãy lưu ý, không nên rót vốn đầu tư khi thị trường đang trong cơn sốt đất, mà hãy làm điều này khi tình hình ổn định hơn để có thể thu vốn an toàn và lợi nhuận cao. 6. Thẩm định giá khu đất nền đang muốn đầu tư. Thẩm định giá là một trong những cách đầu tư đất nền hiệu quả, giúp người mua tiết kiệm chi phí ban đầu, tăng hiệu quả nguồn vốn và tránh rơi vào cái bẫy cơn sốt ảo do giới đầu cơ tạo nên. Để định giá khu đất nền định mua, cách đơn giản nhất là so sánh giá lô đất đó với các lô khác trong khu vực trong cùng thời điểm, hoặc so sánh giá của đất dự án đang định mua với những dự án lân cận trong cùng phân khúc bất động sản. Bên cạnh đó, khách hàng có thể thẩm định giá một cách hợp lý nhất khi nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia bất động sản. 7. Xác định tính thanh khoản của khu đất. Cuối cùng, nhằm tránh trường hợp bị chôn vốn vì lý do không thể bán, vì quá trình đợi làm thủ tục mua bán lâu, các nhà đầu tư cần xác định tính thanh khoản của miếng đất mình định mua. Bất động sản là thị trường có tính đầu cơ rất lớn, do đó nhiều nhà đầu tư quá nhanh nhạy có thể bị rơi vào bẫy do nhiều quy hoạch bị treo trong nhiều năm, làm cho giá trị bất động sản không tăng như kỳ vọng. Chính vì thế, để đạt được hiệu quả khi rót vốn vào đầu tư, các bạn cần ghi nhớ 7 bí kíp đầu tư đất nền hiệu quả. 1. Chọn nơi giao thông thuận lợi. 2. Ưu tiên chọn đất nền trong khu dân cư. 3. Kiểm tra quy hoạch và tính pháp lý của khu đất. 4. Đầu tư đất nền theo nhóm. 5. Đầu tư đất nền với số vốn an toàn và luôn kiểm soát nguồn vốn. 6. Thẩm định giá khu đất nền đang muốn đầu tư. 7. Xác định tính thanh khoản của khu đất. Có bí quyết, ắt sẽ thành công.